Kính thưa các cụ, các bà và anh chị em, thưa gia đình Tam Quyến, mặc dù tôi được gặp ông Giuse Lý rất ít lần, lần thứ nhất ngày cưới con của ông, lần thứ hai tôi đi ra thăm ông. Lúc đó ông đã gần tắt thở, hay nói đúng hơn là tắt thở rồi. Lần thứ ba là lần ông đến đây dâng thánh lễ sau cùng với chúng ta. Dầu tôi gặp ông ít lần như thế, nhưng trong tâm trí của tôi luôn có hình ảnh của một người giáo dân gầy gò, ốm yếu, hình ảnh của một con người có thể nói có rất nhiều những nỗi buồn trong cuộc đời, ít ra là theo lẽ xác thịt. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài. Trước mặt của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào phân định hay xét đoán ai là người công chính, ai là người tội lỗi, ai là người tốt, ai là người xấu. Tất cả những gì chúng ta biết về một con người dường như tất cả là theo bên ngoài. Điều mà chúng ta cần biết là Thiên Chúa nhìn chúng ta từ bên trong. Dầu rằng chúng ta muốn người thân của chúng ta là ông Giuse ở lại với chúng ta lâu hơn, nhưng giờ Chúa đến, ông vẫn phải thưa tiếng xin vâng. Xin vâng để trở về với Chúa, xin vâng để chấp nhận cuộc đời này, xin vâng để chấp nhận thử thách, để chấp nhận những bệnh tật của mình, chấp nhận những hy sinh, và xin vâng để mà phục vụ, để dâng hiến, để làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Giống như là Đức Maria trong bài tin mừng hôm nay, sau khi nghe sứ thần truyền tin, bà đầy ân sủng, bà kêu mang con Thiên Chúa là người. Đức mẹ đã thắc mắc việc đó xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sau khi được sứ thần giải thích, bà kêu mang con Thiên Chúa là do quyền năng Chúa Thánh Thần, và con bà sinh ra là đấng cứu thế. Thì Đức mẹ đã đưa xin vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi những gì sứ thần nói. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà chúng ta được ơn cứu độ, mà chúng ta có đấng cứu thế. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà cả nhân loại này có niềm hy vọng sống lại, và nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn lời hứa là tiêu diệt thần chết và tội lỗi, đem lại ân sủng và bình an cho tất cả chúng ta, trong đó có ông Giuse Mỹ mà chúng ta đang dâng lễ cầu nguyện cho ông hôm nay. Tối qua vừa soạn bài giảng, vừa nghe giảng, vừa đủ thứ, tôi vừa để thời sự nó chỉ nhỏ thôi, tôi thấy có một cái bảo thời sự thật là cảm động, và nó khiến cho con người ta ai xem cũng không thể nào cầm được nước mắt. Đó là ba em bé Hiền, Hằng và Hảo đấy, cùng cái tầng thờ với tôi. Hôm nay có cả bà Hảo đi lễ, tôi thấy ở giữa. Thế thì ba em này mồ côi cha mẹ, cha mẹ của em chết trong một tai nạn, chết tức khắc. Khi em lớn này, khi em Hiền là người anh trai lúc đó mới học lớp 7, cậu mới 6, mới có 13 tuổi, lo tang cho cha mẹ cùng một lúc. Nhà thì rột nát ở giữa cánh đồng, cơm không có ăn, quần áo không có mặc, nhà không có nơi trú ngụ. Trong cái chương trình khát vọng sống tối hôm qua thì người ta nói quay cảnh ba em
trong cái cảnh mồ côi, cái người anh cả phải đi làm tất cả những gì có thể, trong đó gọi là đi mần. Đi mần là đi gì? Sao mấy người Bắc biết đấy? Đi mần thuê phải đi làm thuê. Cái cháu lớn này nói, cháu đi làm đủ mọi thứ việc, đi làm đủ mọi thứ việc, một ngày lấy mấy chục nghìn để cho em có cơm ăn. Và khi mà người ta quay cái cảnh cả cha cả mẹ, cái ảnh thờ ở trên bàn thờ, thì tôi thấy là xót xa. Cuộc đời con người là ngắn ngủi và đầy ắp những đau khổ. Đau khổ có thể do chính người thân đem đến cho chúng ta. Đau khổ có thể do chính người máu mủ ruột thịt đem đến cho chúng ta. Đau khổ có thể do những người ngoài đem đến cho chúng ta. Đau khổ có thể do một vụ tai nạn. Đau khổ có thể do một cơn bệnh tật không thể cứu chữa. Và con người ta càng đau khổ hơn khi phải đối diện với cái chết. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an và ơn cứu độ của chúng ta có thể ban cho chúng ta sự bình an thực sự ngay cả khi đau khổ. Và chính Thiên Chúa là nguồn hy vọng có thể ban cho chúng ta hy vọng ngay cả khi chúng ta thất vọng và tuyệt vọng. Tham dự thánh lễ chủ nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay, giáo hội trình bày với chúng ta gương mặt của Đức Maria, một người nữ tỳ của Chúa, là mẹ của đấng cứu thế, là mẹ của vua vũ trụ, nhưng nhận mình là tôi tớ thấp hèn, là nữ tỳ của Chúa. Chúng ta là những người tín hữu đang sống trong thế giới hôm nay, một thế giới tiện nghi nhưng cũng là một thế giới đầy những cám dỗ, dễ làm cho chúng ta quên Chúa và quên đi bổn phận của người tín hữu mà chúng ta phải thực thi từng ngày trong đời sống của chúng ta, không chỉ là mưu cầu cơm ăn áo mặc, nhưng là mưu cầu cho chúng ta hạnh phúc và hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh viễn. Cuộc đời của ông Giuse 60 năm cuộc đời thật ngắn. Nếu như 60 tuổi Chúa cũng gọi chúng ta, thì chúng ta ở đây ai 40 tuổi còn 20 năm, ai 50 tuổi còn 10 năm, ai 69 tuổi chỉ còn 1 năm, và ai đúng 60 tuổi có thể là sắp tới. Nhưng mầu nhiệm về sự chết đó là chúng ta không hay biết, vì thế chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Sẵn sàng bây giờ Chúa đến và chúng ta có thể trả lời với Chúa như sau: vâng, con đây là tôi tớ của Chúa, xin Chúa ban thưởng nước trời cho con. Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con dâng giờ đây, xin ban thưởng nước trời cho linh hồn ông Giuse. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy những người xuất hiện, người đã đứng làm cho chúng con hân hoan đón nhận vào nhiệm Giáng sinh. Để khi người đến cho thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa. Thank you.
lời Chúa rất là lời đấng thánh và đồng loại sự thánh thiện. Vì thế các ngài xin Chúa sự ơn thánh thần Chúa thánh quái của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Jesus Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện hồi mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn để ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình này sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể lúc ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, hiện toàn hội thánh trong nước Mỹ, cùng với giáo hoàng Benedicto, Đức tổng thống Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Giuse, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người là về các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng huyết thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin trái thầy còn là ánh sáng tôn nhai Chúa. Chúa con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh xuống đời đoàn Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha là Lam trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lạy Chúa yêu thương và theo thể thức người dạy chúng ta rằng có tội trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ sâu và cho phong. Vì ngày đây Chúa đến, Chúa đến. Xin cho chúng con càng gần lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mộ, để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta ngưỡng được nghĩa linh cứu tôi sẽ là nghi thức tiễn biệt thông du xe. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi người đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài người anh em chúng ta là ông Giuse mà chúng ta đang chôn cất bị xác bị hư nát, nhờ về năm Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và sinh ra linh hồn này, được xung hòa với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử, để người tín hữu này được cứu độ và giải thoát khỏi mọi hình phạt tội lỗi.
được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chắc trên lành vô và lòng những người đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được nguồn vui bất diệt làm một với cầu toàn các thánh. Thank you.
trọng kính cha xứ, kính thưa cộng đoàn, người thân yêu của chúng con hôm nay bị bệnh đồng nổi ra đi trong niềm hân hoan quảng triệu người trên hoàng phủ đang hân hoan đón chờ ngày Chúa Giáng sinh ra đời, để lại cho chúng con một niềm tiếc thương vô hạn. Nhưng chúng con rất vinh hạnh trong những ngày người thân yêu của chúng con đang ở trên đường này đã có lòng thời và tay của cha, cha ban các bí tích cuối cùng cho người thân yêu của chúng con hết lòng cảm tạ và đang xin cảm ơn cha. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày vừa qua, lời ăn của chúng con của chúng tôi đang nằm trên giường bệnh, cộng đoàn đã đến chia buồn và kinh dâng lời cầu nguyện cho đức hồn lưu xe thay mặt cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và với hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời quý cộng đoàn đến gia đình nhà hiếu để hợp một tí cùng quý hội liên dâu dâng lời cầu nguyện cho đức hồn lưu xe. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn cha, xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn.